Xin chào các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở cửa hàng xe Mai Duyên nè các bạn. Địa chỉ cửa hàng là số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đến cửa hàng, mình cập nhật giá những dòng xe Taiga, xe Taiga nhập đó các bạn, như là Vario nè, rồi Click thì nhập Thái Lan, Scoopy nhập Indo nè, Beat nhập Indo, và luôn cả dòng xe như là Vespa. Vespa cửa hàng cũng có nhập về bán luôn. Rồi thêm nữa là dòng xe của Yamaha như là Render, Latte, mình sẽ báo giá chung trong video này. Các bạn thấy hôm nay là gần Tết rồi cho nên là cửa hàng rất là đông khách luôn, cực kỳ đông khách luôn đó các bạn. Tại vì cửa hàng tổng hợp bán rất là nhiều dòng xe luôn đó các bạn, từ xe côn ta chính hãng tới nhập khẩu, rồi xe số cũng vậy luôn, xe Taiga cũng vậy. Bây giờ mình sẽ lần lượt đến với dòng xe Taiga trước. Có mặt ở đây là dòng xe Scoopy nữa các bạn. Scoopy nha. Scoopy này á thì cửa hàng đã có về những dòng xe Scoopy mới 2021, các bạn thấy nè. Khác nhau đó các bạn. Cũng là phiên bản màu đỏ mờ. Đây là phiên bản cũ nè. Đây là phiên bản mới. Mình sẽ báo giá luôn nha. Bây giờ mình sẽ báo giá luôn. Thì dòng Scoopy này á, sẽ có giá là 40 triệu đó các bạn. 40 triệu nha. Về chi tiết mà màu sắc cũng như là giá cả chi tiết luôn á, cũng như là trả góp luôn, thì các bạn cứ gọi cho Tùng nha, 0946838494. Scoopy phiên bản mới này mình thấy là có thay đổi nhiều ở trên thiết kế, từ đầu đèn cho đến cụm xi nhan luôn á, có thay đổi đó các bạn, thậm chí là đèn hậu cũng thay đổi, và cái kiểu dáng vẫn là rất là dễ thương dành cho những bạn nữ, rất dễ thương nha. Đây nè, đèn hậu xe cũ nè, đây là xe mới nè đó. Bây giờ mình tiếp tục với dòng xe Honda Beat nhập Indo. Đây nè các bạn. Thì xe Honda Beat nhập Indo này á, sẽ có giá là 29 triệu thôi. Xe này thì cực kỳ nhỏ gọn. Mình xin nhắc lại nha, giá mình báo là đã bao gồm VAT rồi. Bây giờ mình báo giá luôn dòng xe Vespa đi các bạn. Vespa nha. Dòng xe Vespa này là Vespa Spring 125, đang có giá là 74 triệu, như vậy là đã giảm giá 500 ngàn so với hồi đầu tháng mình báo. Vespa Spring nha. Các bạn đừng quan tâm cái cặp đó nha, cặp đó của mình. Mình để đỡ đó thôi. Mình không bán cái cặp đó nha các bạn. Vespa Spring 74 triệu, như vậy là giảm giá 500 ngàn đó các bạn. Rồi, còn gì nữa? Dòng xe Render. Dòng xe Render của Yamaha nha các bạn. Sẽ có giá là 46 triệu. 46 triệu nha. Rồi dòng Latte sẽ có giá là 35 triệu. Render, đây là Latte nè các bạn. Cửa hàng sẽ bán đầy đủ màu cho các bạn luôn. Các bạn đến đây nếu mà màu sắc không có thì có thể đặt màu. Mình nghĩ là đầy đủ luôn đó các bạn, vì trong kho còn nữa ha. Cửa hàng chỉ trưng bày một số đây thôi để tượng trưng thôi các bạn. Rồi bây giờ hai dòng xe quan trọng nhất là Vario và Honda Click. Thì dòng Click này mình thấy là giá tiếp tục tăng. Các bạn thấy là Honda Click á, rất nhiều bạn vào nói là giá quá cao, nhưng mình thấy cái giá nó không hề tụt, nó chỉ chững lại hoặc là nó tăng lên thôi. Cụ thể là Honda Click 125 á, sẽ có giá là 76 triệu đó các bạn. Mình thấy từ xe số cho đến xe Taiga luôn, thể mà nhập từ Thái Lan á, thì rất là hot. Người Việt mình á, thì rất là chuộng dòng xe nhập từ Thái Lan đó các bạn, rất chuộng luôn. Còn Click mà 150 á, thì cái giá không đổi, vẫn là 98 triệu. Có thời điểm á, mình thấy cái giá lên 99 triệu, gần 100 luôn. Nhưng bây giờ cái giá 98 triệu này là mình thấy nó đã là con số chuẩn, không thấy lên cũng không thấy xuống thời gian qua. Mình xin nhắc lại nha, Click 125 sẽ có giá là 76 triệu. Và Click 150 sẽ có giá là 98 triệu. Đây là những phiên bản màu mới nhất của Honda Click nhập Thái Lan nha. Màu mới đó các bạn. À, mình thấy Click
màu mới mà màu đỏ đó về rồi nè. Hôm trước mình review thì chưa có màu này nha các bạn, thiếu cái màu này nè, màu đỏ 125. Hôm nay thì về đủ màu luôn, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu đỏ đen, đầy đủ màu luôn đó các bạn. Nhiều lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến ra phía sau, mình báo giá luôn dòng xe Vario được các bạn. Dòng xe Vario nha. Hôm nay thì khách đặc biệt là cực kỳ đông luôn. Tại vì giáp Tết đó các bạn, ai cũng muốn mua xe để mà đi chơi Tết. Thì các bạn mình biết là fan trong kênh của mình cũng rất muốn mình báo giá để mà nắm được cái giá nó như thế nào, có nên xuống tiền mua xe đi chơi Tết hay không vào lúc này. Bây giờ mình đến với dòng xe Honda Vario. Vario 125. Ồ, mình thấy cái giá giảm nữa các bạn. Giảm giá nha, Vario các bạn. Vario 125 đang có giá là 43 triệu, giảm 500 ngàn so với hồi đầu tháng mình báo đó các bạn. Và Vario 150 đang có giá là 54 triệu. Còn màu độ á, các bạn sẽ cộng thêm cho mình là 1 triệu rưỡi. Màu độ ở đây có nghĩa là lấy dàn áo đó sơn lên nha. Còn những chiếc xe mà các bạn thấy lấy nguyên dàn áo của click gắn qua thì cái giá nó sẽ khác. Những bạn nào có quan tâm á, mình cứ alo cho Tùng đi, mình hỏi giá vấn đề màu độ này cho nó chi tiết hơn. Tại vì nếu mình báo giá đây nó rất là dài dòng. Mình nhắc lại nha, click 125 nó có giá là xin lỗi các bạn, Vario 125 nó có giá là 43 triệu và 150 có giá là 54 triệu, lần lượt giảm 500 ngàn. Honda Click. Các bạn biết không, Honda Click á thì 125 với 150 nó khác nhau chỉ vài chi tiết thôi. Ví dụ như là tem chìm nè, tem dán thường nè. Còn 150 thì là tem nổi, tem 3D. Và cùng với đó nữa là cái bộ thắng đĩa trước á. Click 125 á nó sẽ tròn thế này. Còn 150 á thì nó sẽ được làm điệu đà hơn. Nó như là một cánh hoa đó các bạn. Đây nè, mình cho các bạn xem luôn cận cảnh hai cái đĩa. Đó. 150 là bên này. Các bạn thấy không? Nó sẽ như thế này, nó như là một cái hoa ha. Còn bên này là nó tròn luôn. Là 125. Còn về mà tem á thì 125 á, cái tem sẽ là tem dán bình thường. Phía trước này cũng vậy nè các bạn, nó là tem dán thôi. Còn 150 á sẽ là tem nổi thế này, chữ Honda nổi lên luôn. Cộm tay mình đó các bạn, tem 3D. Và như vậy. Mình nói luôn để những bạn nào mà chưa có biết á thì cũng có thể là nắm được chiếc xe đó là xe gì. Phiên bản động cơ máy. Còn phía sau này các bạn thấy là SH nè. SH mò. SH mò các bạn. SH cao. Tại vì cửa hàng bán song song vừa dòng xe chính hãng và dòng xe nhập. Mà ở đây thì xe nhập rất là mạnh. Đặc biệt xe nhập các bạn mua ở đây là lúc nào cũng đã có sẵn hải quan. Có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi bây giờ em mua chiếc xe vừa rồi các bạn hỏi mình nè, mà mình quên rồi. Một dòng xe nhập, bái sợ là làm biển số không kịp để đi chơi Tết á, thì mình xin nói luôn là khi các bạn mua tại Mai Duyên á, thì hải quan lúc nào cũng có sẵn cho các bạn. Có sẵn luôn nha. Cho nên là ví dụ như các bạn mua dòng xe Vario này hoặc là Click Thái chẳng hạn, vẫn có sẵn hải quan sẵn cho các bạn luôn. Hay là dòng Scopy nè, đó, có hải quan sẵn cho nên là các bạn đừng lo vấn đề làm biển số. Mua được có thể làm sớm trong ngày luôn hoặc là qua ngày hôm sau mình đi làm cũng được. Vì hải quan đã có sẵn đó các bạn. Rồi, mình vừa báo giá với dòng xe tay ga. Xe này mình sẽ đóng khung như vậy luôn. Mình sẽ báo giá như thế nha. Xe tay ga thì gồm có những cái loại đó. Những bạn nào có quan tâm thì cứ theo dõi kênh của mình. Thì sẽ biết được giá liên tục trong đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng là số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và số điện thoại của bạn Tùng là 0946 838 494 nha. Bây giờ mình xin được kết thúc video đây luôn nha các bạn. Xin chào các bạn.